Cái gì thì còn bánh tét nữa chồng ơi. Dưa chuối. Cái cộng dưa chuối này rất là chắc. Chào, hôm nay là chuẩn bị những ngày giáp Tết, cho nên gia đình mình sẽ chuẩn bị một món bánh tét truyền thống của người Việt Nam. Đây là cái khâu chuẩn bị, mình gồm có đậu trắng là nguyên liệu để gói bánh, đậu trắng, đậu xanh. Mình ngâm, trước tiên là mình ngâm trước một đêm. Sáng nay gói thì mình ngâm chiều hôm qua, ngâm xong cho nó mềm rồi bắt đầu mình xả nước rồi là đem lên nấu. Nhớ khi mình nấu đậu trắng thì mình sẽ nêm một ít muối cho đậu nó ngấm vô phẳng mẳng, hạt đậu nó ngon. Trong cái khâu làm bánh tét này á, là mình có đậu trắng, đậu xanh, rồi nếp. Thì tất cả những cái khâu này là nó là chuẩn bị là nguyên liệu. Mình nấu đậu trắng lên để mình trộn với nếp. Rồi đậu xanh đã giỏ thì mình sẽ nấu để làm nhân đậu xanh. Mình sẽ nấu với nước cốt dừa nha. Bởi vì khi mình nấu đậu xanh với nước cốt dừa thì cái nhân của đậu xanh nó rất là thơm ngon, béo. Khi trong đậu xanh mình nấu đó, mình nêm nếm một ít hạt nêm, một ít bột ngọt, chút xíu đường. Như vậy thì đậu xanh nó cho nó vừa ăn, cái nhân đậu nó rất là ngon. Và đậu xanh mình nấu nhân nha các bạn. Thường á thì đa số là người ta ít có biết nấu nhân đậu xanh với cúc dừa với lắm. Nhưng mà gia đình mình đặc biệt là mình làm hay nấu với cúc dừa lắm.
Đây là dừa đã nạo sẵn, mình sẽ lấy một ít, mình vắt nước sốt. Một ít mình chừa lại để mình trộn với da của bánh tét, tức là nếp á, mình sẽ trộn với nếp. Bởi vì ở trong cái da bánh tét á, ở đây á, thường thường à, mọi người người ta hay thích gói bánh tét là người ta vắt nước cốt dừa, người ta bắt lên chảo người ta xào với nếp. Nhưng mà riêng gia đình mình thì không thích như vậy, mình chỉ thích trộn nếp, trộn nếp với lại nếp mình ngâm qua một đêm, rồi sau đó thì mình sẽ xả nước cho nó thật là sạch. Mình vớt ra rồi mình sẽ trộn với dừa sáp. Như vậy thì khi mà mình hấp bánh tét lên, cái khứa bánh tét đó, nó rất là dẻo. Còn nếp mà khi mà mình vắt nước cốt để mà mình xào lên thì mình gói cái đòn bánh tét nó ra dầu. Nước cốt nó bồng con lại, nó ra dầu, nó sẽ chảy thì nó đi hết chất béo của. Đây là cái khâu nếp, mình chuẩn bị nếp. Mình sẽ vo nếp cho nó hết cái mùi ngâm của nước chua của nếp. Và trong cái khâu nếp này mình cũng nên trộn một ít muối cho cái da nếp nó vừa ăn. Bỏ tiêu mặn vô lên trên, đậu nó mau mềm. Tiêu mặn nó làm cho đậu nó mau mềm, hoặc đậu nó bùi nữa. Đậu mình
để nó cốt dừa vô xem xét gì ở đầu mình bắt lên mình nấu. Đây là thau mình nấu đậu mình làm nhân. Thì ở trong cái nhân đậu xanh này hồi nãy mình đã nói rồi đó, là mình sẽ nêm một ít hạt nêm. Chút xíu muối bột. Một muỗng bột nhỏ nhỏ thôi. Không cần nhiều. Và một ít đường. Đường cũng không cần nêm nhiều, bởi vì cái nhân này nếu mà mình nêm nhiều đường quá, cái hương vị của nhân của đậu xanh nó sẽ mất hương vị ngon. Nhưng tất cả trong những cái khâu mà mình nấu ăn á, mình nêm đường nhiều là nó sẽ mất mùi hết, không ngon. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta thích cái khẩu vị ngọt đường, nhưng mà cái khẩu vị đó rất là ngán. Dễ ngán lắm. Mình sẽ trộn gia vị cho đều lên. Để nắp lại. Rồi. Sau khi mình đợi cho nhân và đậu trắng nó mềm thì mình chuẩn bị trộn dừa với nhân với nếp. Rồi, giờ đây là cái khâu mình trộn nếp nè các bạn. Mình sẽ cho một ít muối, muối bột. Bởi vì khi cái da bánh tét mình trộn một ít muối vô như vậy làm cho da nó vừa ăn. Ít thôi. Mình độ chừng cho nó rất là vừa ăn. Đây là siro màu xanh. Rồi, giờ đây là dừa sáp. Tất cả những nguyên liệu này mình trộn vô. Hỗn hợp này mình trộn chung vô. Như cái da của bánh tét này mình trộn dừa sáp vô nó rất là ngon. Nhưng mà nhiều người không hiểu như vậy. Họ lấy nước cốt mà họ đi xào nhân nó thì nó rất là uổng. Bởi vì khi xào lên nước cốt nó sẽ chảy ra khỏi cái đòn bánh tét. Cái độ béo nó không còn dẫn cho cái độ bánh tét của mình nữa. Cho ra cái thau lớn mình trộn cho nó thoải mái. Rồi mình thấy muối rất là vừa ăn với nếp. Xong. Như vậy là cái khâu trộn da nếp đã xong. Mình chỉ còn đợi cho nhân nó chín nữa là bắt đầu tiếp tục cái khâu mình sẽ gói.
Đây là một cái khâu tiếp theo mình làm nhân. Trong cái nhân đậu xanh của mình á, thì gia đình mình rất là làm khác biệt người khác. Khi mình nấu nhân với nước cốt dừa, mình nêm nếm với dừa ăn. Nó chín xong thì cái khâu tiếp theo là mình sẽ khử hành, dầu với hành. Mình trộn vô trong với nhân. Thứ nhất là mình xe nhân nó không có bị dính tay. Thứ nhì nữa là nó làm tăng cái hương vị của cái nhân bánh lên, rất là hấp dẫn. Cho nên cái khâu mà mình để hành vô mình khử thì nó cũng quan trọng lắm. Mình biết là nhiều người người ta không có làm như vậy đâu. Đó cũng là một cách chế biến cái nhân đậu xanh mà mình muốn tiết lộ cho với mọi người để mà cùng làm với mình cho nó ngon lên, nó tăng cái độ ngon của nhân bánh lên. Mình làm cái khẩu vị nó như vậy cho nên rất là nhiều người người ta thích cái khẩu vị của cái nhân bánh đậu xanh của mình, nhân bánh tét. Ở đây thì ngày hôm nay mình sẽ làm hai món nhân. Một loại là chuối, bánh nhân chuối, và một loại là bánh nhân đậu xanh. Thì thường xuyên thì bánh tét nó chỉ có hai cái nhân chính, là thường thường là một là nhân chuối, hai là nhân đậu xanh. Nhưng mà có một số người họ cũng thích ăn đậu xanh nhân ngọt, tức là xào cho ngọt, xào đường để đường cho nhiều vô, làm nhân đậu xanh ngọt. Nhưng mà gia đình mình thì không thích cái món ngọt cho nên nó dễ ngán lắm. Đa số là mình làm cái nhân đậu xanh nhân nó nhân mặn, mình nêm nếm cái nhân nó vừa ăn nó rất là ngon. Hy vọng là cái cách làm của mình được nhiều người ủng hộ. Đây là hành lá, mình sẽ thử hành lá với dầu. Rồi chảo dầu mình mới bắt lên nóng. Cho hành vô. Nhớ là khi mình khử hành với dầu này để mình để vô nhân đậu xanh đó, là mình không cần thiết phải khử cho nó quá vàng. Một nửa là màu vàng thôi. Nhưng mà mình khử cho nó vừa chín hành tới. Như vậy khi mình trộn vô với cái nhân đậu xanh thì cái màu xanh của hành nó rất là ngon. Hương vị nó cũng sẽ đầy đủ. Mình không có thử cho nó quá vàng lắm. Rồi mình tắt lửa nha các bạn. Như vậy cái lá của hành mình khử nó còn xanh, nó rất là ngon, màu xanh rất là hấp dẫn. Đây là một bí quyết khi mà mình làm nhân của bánh tét, rất là đặc biệt. Dầu hồi dưới hành lá này khi mình để vô trong nhân á, thì làm tăng cái hương vị của cái nhân bánh tét rất là nhiều. Và đây là cái nhân mình đã nấu chín. Đậu xanh mình đã nấu với nước cốt dừa, nêm nếm cho nó vừa ăn, nó đã chín. Cái đít nơi khét một chút cũng ngon, không sao. Tốt. Mình thấy nó cũng hấp dẫn lắm. Rồi, khâu tiếp theo là mình sẽ cho hành với dầu thì à. Bởi vì khi hành với dầu này á, mình xe cái nhân á, nó sẽ không bị dính tay của mình. Khi mình trộn như thế này lúc nó còn nóng, mình để một hồi nó nguội thì nhân nó sẽ dẻo lại. Nó dẻo lại nó rất là vừa ăn.
mình tán cho nó nhuyễn ra, cho nó đều ra. Một lát nó nguội mình xe nó rất là dễ. Rồi xong một món nhân đậu xanh. Tiếp tục là mình sẽ làm nhân chuối. Bánh của mình ngày hôm nay có hai loại, một loại là nhân chuối, một loại là nhân đậu xanh. Giờ khâu chuẩn bị chuối. Cái chuối rất là ngon. Mình ở đây gia đình mình không có thích chuối quá mùi mà quá to. Chọn một trái chuối vừa chín tới, rồi trái chuối rất là vừa ăn, để mình gói vô cái đòn bánh tét nó vừa dặn. Bởi vì chuối nó rất là ngọt, cho nên khi mà mình gói cái đòn nhân chuối mà chuối nó nhân nhiều quá thì ăn ngán lắm. Cho nên mình sẽ gói khoảng 3 đòn, 4 đòn nhân chuối. Thì nếp của mình khoảng chục đòn bánh tét trở lại thôi, mình làm khoảng hơn 1 ký nếp. Như vậy thì cái khâu chuẩn bị của mình thì nó sẽ có khoảng gần 10 đòn bánh tét trở lại. 2, 4, 6, như vậy là 6 trái chuối. Mỗi một đòn như vậy là mình có 2 trái chuối ở trong đòn bánh. Rồi xong. Là thường thì người ta hay trộn đường vô trong với chuối và nó tăng cái độ ngọt của chuối, nhưng mà mình không thích ngọt, cho nên mình chỉ làm chuối và nó đủ chín, rồi cái độ ngọt của chuối là nó ra với cái đòn bánh tét vừa. Như vậy thì mình ăn cái khoanh bánh tét bị ngán hơn, bởi vì cái vị ngọt của bây giờ có rất là nhiều người ta không thích ăn ngọt nữa, cử ngọt nữa. Một chút muối vô chuối cũng được, làm tăng cái độ ngọt của trái chuối lên. Đơn giản thôi. Mình đợi cho nhân nó khô, mình xe nhân. Đây là một món làm nhân đậu xanh. Thay vì nhân đậu xanh người ta sẽ làm nhân thịt, nhưng mà ở đây gia đình mình ăn chay cho nên mình làm cái nhân đậu xanh. Nó có nhân chay. Thì chay ở đây là gồm có hem và dừa cứng cải mềm thôi. Thì các bạn sẽ rất là bất ngờ khi mà ăn cái nhân bánh tét này, nó có hai cái hương vị này ở trong cái nhân của đậu xanh, nó rất là ngon. Mọi người sẽ rất là ngạc nhiên vì cái hương vị này đó. Mình có thể nêm một chút xíu hạt nêm vô đây, mình trộn cho nhân nó vừa ăn. Và một ít tiêu xay. Đây là hạt nêm chay, không cần nhiều, mình chỉ rải vô một chút ít cho nó. Rồi đây là tiêu, giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Như vậy thì cái khâu cuối cùng là mình chỉ lăn nhân bánh, rồi cái này là hem chay mình chiên nha các bạn. Xin lỗi chiên hơi vàng chút bởi vì thấy nó hơi đen đen, mình chiên vừa vàng tới nó nhìn nó ngon, nó hấp dẫn lắm. Thì mình chiên nó hơi vàng hơn, cho nên mình thấy nó hơi đen đen. Thật ra nó là hem đó, ngon lắm. Thì bây giờ ở đây là dừa cứng cải, mình sẽ để vô chính giữa của cục nhân của đậu xanh. Rồi tiếp tục là cái khâu mình sẽ làm nhân. Rồi đậu xanh mà mình nói hồi nãy mình trộn đều hết trơn rồi đó, thì bây giờ nó đã nguội. Thì cái khâu tiếp theo của mình là mình sẽ xe nhân. Ở trong cái nhân đậu xanh này khi mình xe thì nó thì sẽ lấy một miếng lá để mình làm nhân, mình xe nhân.
Nhân của đậu xanh của mình đó, mình làm nó rất là vừa ăn hấp dẫn lắm. Mình nêm nếm đường và bột ngọt, hạt nêm. Đây là cái cuốn nhân đầu tiên mình sẽ cuốn. Để trước khi gói bánh mình sẽ cuốn nhân sẵn, mình gói cho nó nhanh. Lúc trước thường xuyên thì gia đình mình gói bánh, mình không có làm cái nhân đậu hũ với lại dừa, dừa non, dừa cứng cải. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên mình thử nghiệm, mình sẽ chế biến nó đặc biệt hơn. Ở trong đây mình sẽ có miếng dừa cứng cải, mình sẽ có hèm để làm nhân thịt. Rồi mình sẽ cuốn đậu xanh lại. Đây là cái mình xe nhân nha các bạn. Làm nhân cho đòn bánh. Mình độ chừng cho cái nhân nó vừa với cái đòn bánh gọn thôi, mình không có gói cái đòn quá to. Mình gói cái đòn bánh chai rất là gọn gàng nhỏ. Vì cái đòn bánh nhỏ gọn dễ thương, ăn nó không có ngán. Làm to quá mình nhìn thấy đòn bánh mình dễ ngán hơn. Nên cái bí quyết của mình là mình hay gói cái đòn bánh rất là gọn gàng, chọn nó gọn, mình thấy nó rất là ngon. Rồi đây là nhân của cái đòn bánh tét đầu tiên của mình. Làm cho cái nhân nó dẻ xuống. Mình gói cái đòn bánh tét nó rất là dẻ, nó không bị lợp sợp. Đó là khâu mình làm nhân. Khi mình xe nhân xong hết rồi mình phải quay lại gói. Rồi, đây là khúc nhân đầu tiên mà mình đã hoàn thành. Và tiếp tục mình cứ xe xong cho hết nhân. Rồi đây là cái khâu mình chuẩn bị để mình gói bánh nha các bạn. Ở trong nếp của mình thì mình có nấu một ít đậu trắng mình trộn vô, tại vì ở trong cái da của bánh tét nó có đậu trắng cũng sẽ rất là ngon. Những hương vị bình thường dân gian của mình ở đây thì nói chung là nó cái gia vị của nó đồng quê trộn nó đầy đủ thì nó sẽ tăng cái khẩu vị của bánh tét lên rất là nhiều. Phụ nữ của người Việt Nam thì nói chung là đại đa số những người lớn tuổi hồi thời trước ai cũng biết làm bánh tét hết. Cái truyền thống thì có lẽ truyền dài tới thì không biết sau này như thế nào, nhưng mà mình làm theo cái truyền thống mẹ mình để lại, mình tiến bộ hơn mẹ mình hồi ngày xưa nhiều. Đây là khâu mình chuẩn bị để mình gói bánh. Cho hơn một chén nếp. Mình búng gì để cho nếp ở trên cái lá nó rớt xuống. Khi mình gói bánh tét mà nếp ở mình ngâm á, mình gói cái bánh nó chín ra nó sẽ rất là dẻ. Nó dẻ cái bánh rất là bất ngờ. Nếp mình không có
bỏ trên đầu. Những cái động tác như thế này mình làm cho nếp nó dẻ xuống. Là cách mình làm cho cái đòn bánh nó dẻ xuống, dẻ dặt hơn. Hay là lá bịch đầu. Rồi trở lại đầu kế tiếp. Mình độ chừng cho nó vừa để cái đầu nếp rồi mình cắt lá. Rồi tiếp tục làm giống cái đầu bên kia. Mình cũng làm cho nếp nó dẻ xuống. Rồi đây là cái khâu mình đã gói. Mình đã gói hoàn thành đầu bánh tét. Và tiếp tục sau khi gói xong thì mình sẽ nứt, đã gọi là nứt, tức là cột cho cái đầu bánh tét nó dẻ lại đó. Cột cho cái đầu bánh tét nó dẻ lại rồi mình hấp nó không có bị bung dây ra. Nó làm cho đầu bánh tét nó chín, nó dẻ, nó nở bánh nhưng mà nó không có bị bung cái dây ra. Cho nên cái khâu cột cũng rất là quan trọng. Khi mình cột cái đầu bánh tét nó chắc chắn rồi thì nó sẽ cái dây mình có mình cuốn vòng quanh cái đòn bánh tét như thế này thì người ta gọi là giống. Cái từ của người Việt Nam mình gọi là giống đòn bánh tét. Rồi khi cột cái khâu mà cột cái đòn bánh tét cho nó chắc chắn thì người ta gọi là nứt, nứt bánh tét. Đó là từ ngữ của người miền Nam Việt Nam của chúng tôi. Rồi mình sẽ nứt bánh tét nha các bạn. Mình sẽ cột cho chắc chắn cái đầu bánh tét của mình. Mình đừng có quá siết. Siết vô cái đầu bánh tét nó sẽ bị không đẹp. Mình siết cho nó vừa cái tay, nó vừa chắc chắn cái đòn bánh rồi nó cũng làm cho cái đòn bánh nó được đẹp lên. Đòn thứ nhất, cái này là mình bấm cái đòn thứ hai. Thấy không? Mình thà mình cắt cái đòn bánh mình rất là đẹp. Các bạn, phụ nữ Việt Nam ai cũng biết gói bánh hết. Nhờ của cái thời từ năm 80 mấy, 90 mấy về trước. Là cứ tiếp tục như vậy đó. Cái kiểu ngoài này mình làm cho nó chắc chắn, cái cọng dây nó không có bị tuôn ra, xích ra. Và khi những cái nụt mình cột tiếp tục như thế này nó cũng không có bị làm cho bung cái nụt dây ra nữa. Rất là chắc chắn. Giờ mình test nó rất là chắc.
mình không cần phải thắt quá dày đâu, mình làm cho nó đều đặn, mỗi nụt của cái dây nó đều nhau như thế này là nó đã chắc chắn cái đòn bánh rất là nhiều rồi. Thì đây là một cái nụt dây cuối cùng của cái đòn bánh. Rồi sau khi cắt xong mình tìm một cọng dây cho nó dài, nó chắc chắn, nó đẹp. Mình làm cho cái đầu dây này nó được dính lại với nhau, nó dính lại nó gọn gàng mà nó thẩm mỹ nữa. Mình thấy nó rất là đẹp, dễ thương. Rồi xong, mình đã hoàn thành đầu bánh tét. Rất là đẹp đúng không? Dễ thương lắm. Rồi hồi nãy là bánh tét nhân chua nhân đậu, bây giờ mình tới bánh tét nhân chuối. Tiếp tục nhân chuối là cái loại nhân nó ngọt, cho nên mình không cần phải làm nhiều chuối, chỉ một trái chuối với một đòn bánh tét là vừa. Cái đầu chuối rồi mình nấu với chuối là dễ. Mình dặm hai đầu gì cho nó đều nếp. Một cái nó làm cho cái đòn bánh mình nó dẻ nữa.
thì mình cũng đã gói xong một đòn bánh viên chuối, chỉ còn cột thắt nó lại nữa thôi là xong. Tép mình hấp nó đang sắc nước xuống, đổ thêm nước vô cho nó ngập lên. Rồi như vậy là cái khâu hấp bánh tét mình làm xong hết trơn rồi, mình bắt lên bếp bằng than, mình nấu bằng than, tại vì ở đây là ít cho nên mình nấu bằng lửa than. Thì trong vòng khoảng 5 tiếng, tại vì nếp ở đây là nếp của mình, nếp sống, cho nên mình nấu thời gian nó dài như vậy thì nó sẽ dẻ, đòn bánh nó rất là ngon. Thì bây giờ nó đã đủ 5 tiếng rồi, mình chuẩn bị lấy bánh ra. Mọi người nên chú ý là khi mình lấy bánh đó là mình sẽ xay đá bằng nước, nước lạnh rửa cho đòn bánh nó nguội. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì xả nước lạnh rồi mình để bánh lâu được, lâu bị hư. Thì cái đòn bánh tét của mình rất là hấp dẫn phải không các bạn? Đây là một bông bánh truyền thống dân gian của người Việt Nam. Trong lễ Tết, đi dỗ, cúng ông bà tổ tiên, món bánh tét là món cúng chính ở trong mâm cơm gia đình. Ngày lễ Tết hay hoặc là ngày đám dỗ của ông bà mình là món bánh truyền thống đặc sản của người Việt Nam, mà chắc chắn là không bao giờ có trên thế giới này. Mình đợi cho bánh nó nguội đâu mà mình thưởng thức. Nó thật sự nó vừa nguội luôn cái bánh thì cái khứa bánh nó mới nguội lại. Biết không? Mà nó còn nóng là nó chưa có dẻ. Mình để cho nó thật sự nó nguội nó mới dẻ lại. Xả cho nó ngập nước để cái đòn bánh nó mau nguội. Khi nó mau nguội như vậy thì bánh nó sẽ lâu hư lắm. Rồi được rồi. Rồi đây là khâu cuối cùng. Bánh đã chín. Mình cho ra dĩa em đi cúng ông bà. Mang lên cúng ông bà tổ tiên. Bánh tét. Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Bánh tét chuối, còn bên đây là bánh tét nhân đậu. Bánh nhân đậu của mình rất là hấp dẫn luôn đó. Đây mình làm cái phần bánh tét chốc lóc. Rất là đẹp luôn. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Cúng ông bà tổ tiên mời mọi người cùng thưởng thức nha. Khi dừa sáp của mình trộn vô trong cái da bánh này nè,
làm cho cái khoanh bánh nó thấm, nó vừa vô rất là ngon. Không bao giờ dính vào lá một miếng nào hết, mà nó không bị chảy dầu ra nhiều. Còn bộ dừa sáp này đều có công dụng của nó hết, cho nên cái khoanh bánh tét của mình rất là hấp dẫn. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức bánh tét chay rất là đặc biệt.